Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào doanh trại ở tỉnh al Bayda, phía đông nam thủ đô Sana của Yemen. Máy bay của Mỹ và Anh đã ném bom các cơ sở của Houthi trong doanh trại của huyện Mukarit, khu vực pháo đài Atafa và các cơ sở huyện Sapma. Đây là đợt tấn công mới nhất các lực lượng của Anh và Mỹ vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả việc lực lượng này tấn công các tàu thương mại trên biển đỏ, gây ảnh hưởng đến hoạt động trên hải trình quan trọng này. Cũng trong ngày 16 tháng 1, tàu chở mở MT Geographia của Hy Lạp đã trúng tên lửa ở ngoài khơi Yemen, ở vị trí cách thành phố cảng Salib của Yemen khoảng 76 hải lý. Trước đó, ngày 15 tháng 1, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết một tàu container của Mỹ sở hữu và điều hành đã trúng một tên lửa bắn từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã thực hiện cuộc tập kích tên lửa chính xác vào tỉnh Idlib của Syria, tiêu diệt các mục tiêu của một số nhóm vũ trang liên đới trong cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh Keman ở miền nam Iran hôm 3 tháng 1, khiến hơn 300 người thương vong. Trước đó, IRGC cũng tuyên bố tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái vào một trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Israel Mossad ở tỉnh Abin, miền bắc Iraq. Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí người quốc ở cả miền Bắc Iraq và Syria. Thông báo khẳng định các cuộc không kích đã phá hủy 23 mục tiêu bao gồm nơi ẩn náu, hầm ngầm, hang động và kho chứa đạn dược, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng thuộc Đảng Công nhân Người quốc PKK và nhóm vũ trang các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc IPG. Theo giới phân tích, trong bối cảnh chiến sự vẫn đang tiếp diễn phức tạp ở cả giải Gaza, khu vực Biển Đỏ và dọc biên giới giữa Israel và Liban, các diễn biến chiến sự mới tại Iraq và Syria có thể khiến cho cục diện an ninh toàn Trung Đông trở nên hỗn loạn và khó lường hơn trong thời gian tới. Nhiều hộ gia đình ở Gaza đã phải di chuyển đến gần bờ biển để cư trú, sau khi hầu hết các khu vực nằm sâu trong đất liền đều trở nên nguy hiểm vì các cuộc tấn công của Israel. Bên cạnh việc thiếu nước sạch, Người dân ở đây còn phải vật lộn để tìm thức ăn, quần áo và thiết bị sưởi ấm. Chúng em phải đi tìm nước, lấy nước mặn từ biển để giặt quần áo và đồ dùng. Em còn nhỏ và không thể tự mình xách nước được. Khi cuộc chiến ở Gaza vượt quá mốc 100 ngày, cô Khitam Anhawa Ziri, mẹ của Yemen, cho biết việc thiếu nước sạch đã khiến gia đình cô phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Không có sự sạch chẽ nào trong cuộc sống của chúng tôi ở đây cả. Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, chúng tôi đã phải sống khổ sở vì thiếu thức ăn, nước uống và mọi thứ khác. Khi một đứa trẻ này khỏi bệnh, thì đứa trẻ khác lại đổ bệnh. Israel phát động cuộc tấn công tại giải Gaza sau khi lực lượng Hamas tấn công nhiều khu vực của người Israel vào ngày 7 tháng 10, làm 1.200 người chết và hàng trăm người bị bắt cóc làm con tin. Đến nay, sau khi xung đột diễn ra được hơn 100 ngày, cuộc tấn công của Israel ở Gaza đã làm hơn 24.000 người thiệt mạng, và khiến phần lớn dân số 2,3 triệu người Gaza phải di rời, nhiều cơ sở hạ tầng của người dân bị phá hủy và gây ra tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men trầm trọng. Theo giới chức EU, nền kinh tế thế giới năm 2024 khởi đầu với mức tăng trưởng chậm lại. Mặc dù có một số tin tốt trên thị trường lao động, nhưng ngày càng xuất hiện mối lo ngại về những rủi ro suy thoái do căng thẳng địa chính trị gây ra vì lẽ đó tình hình tại biển đỏ cần được theo dõi rất chặt chẽ vì những hậu quả này có thể xảy ra trong những tuần tới các vụ tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tàu thuyền đi qua khu vực biển đỏ đã gây ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại của thế giới khi nhiều công ty vận tải phải thay đổi lộ trình làm căng thẳng về nguồn cung đồng thời khiến chi phí vận chuyển tăng vọt Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người đang là nạn nhân của các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên khắp thế giới. WHO cảnh báo gần 300 triệu người trên toàn cầu dự kiến cần được hỗ trợ nhân đạo ở năm 2024. Trong số đó ước tính 166 triệu người sẽ cần hỗ trợ y tế nhân đạo. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan y tế toàn cầu này đặt mục tiêu hỗ trợ nhân đạo cho khoảng 87 triệu người vào năm 2024 trong những trường hợp đòi hỏi phản ứng cao nhất như xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, tình trạng di cư, đòi ăn và bất bình đẳng. Để đạt mục tiêu này, WHO cần khoản tài trợ tổng cộng 1,5 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất có thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có các cuộc gặp song phương với các quan chức Liên minh châu Âu và NATO trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tới Thụy Sĩ. Theo Tổng thống Ukraine, các cuộc gặp này là để thúc đẩy các động lực hội nhập châu Âu, Đại Tây Dương của Ukraine, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ và khả năng phục hồi kinh tế của nước này. Ông Zelensky cũng tiến hành các cuộc hội đàm với người đứng đầu cả hai viện của Quốc hội Thụy Sĩ, người đứng đầu các đảng phái chính trị của nước này và Tổng thống nước chủ nhà Viola Amherst. Ngày 15 tháng 1, ông Zelensky đã đến Thụy Sĩ, nơi diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2024. Trong ngày 16 tháng 1, ông Zelensky có bài phát biểu tại hội nghị liên minh châu âu sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine trong mọi trường hợp là khẳng định của chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der Leyen đưa ra tại diễn đàn kinh tế thế giới davos đang diễn ra ở thụy sĩ Tuyên bố trên được bà von der Leyen đưa ra trong bối cảnh khối này dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2 năm 2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu diễn ra trung tuần tháng 12 năm ngoái ở Bỉ, khối này có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản đối của Hungary. Theo một số nguồn thạo tin, Liên minh châu đang tính đến một kế hoạch B. Theo đó sẽ xây dựng một thỏa thuận liên chính phủ giữa 26 quốc gia liên minh châu Âu, không bao gồm Hungary hoặc sự bảo đảm từ các quốc gia này rằng Ủy ban châu sẽ đưa ra các khoản vay mới. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sơn Hui đang ở thăm thủ đô Moscow của Nga đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov. Chuyến thăm Nga kéo dài 3 ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhằm tập trung thúc đẩy mối quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Chuyến thăm tiếp tục thể hiện mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Nga và Triều Tiên trong bối cảnh cả hai quốc gia này đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Theo giới chuyên gia, chuyến thăm là một dấu hiệu cho thấy khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sớm thăm Triều Tiên trong năm nay. Cả hai nước đều xác nhận mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển. 43 tù nhân vẫn chưa bị bắt lại sau khi trốn thoát khỏi một nhà tù ở miền Bắc Ecuador, trong khi lực lượng an ninh tiếp tục truy tìm trên khắp đất nước. Theo chính phủ Ecuador, kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hơn 1.500 người và thực hiện 41 chiến dịch chống lại các băng nhóm tội phạm. Chính phủ Ecuador xác nhận trong một tuyên bố rằng chiến dịch chống tội phạm sẽ tiếp tục được triển khai trên khắp Ecuador trong tuần này. Tổng thống Daniel Noboa, được bầu vào năm 2023 với cam kết khôi phục an ninh, đã hứa sẽ giam giữ các thủ lĩnh bang đảng trong các nhà tù mới đảm bảo an toàn cao cùng với những biện pháp khác. Truyền thông Nhật Bản cho biết không có báo cáo về thương tích trên cả hai máy bay. Máy bay của Korean Air chở theo 289 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Vụ việc xảy ra khi một chiếc xe kéo đang đẩy máy bay của Korean Air lùi về phía sau trước khi khởi hành. Xe kéo trên mặt đất bị trượt bánh do tuyết rơi dày, khiến cánh chiếc A330 của Korean Air va chạm với cánh đuôi phi cơ hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific. Cathay Pacific xác nhận va chạm xảy ra khi phi cơ hãng đang đỗ tại sân bay và không có hành khách hay thành viên tổ bay trên khoang. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường nhưng không phát hiện nhiên liệu dò gì. Theo báo cáo vừa được Ogrity Auto, đơn vị kinh doanh ô tô thuộc ngân hàng Ogrity Nga công bố, Thị phần ô tô Trung Quốc tại Nga đã tăng từ 17 lên 49% trong năm 2023. Các chuyên gia trong ngành cho biết, 553.000 chiếc ô tô Trung Quốc đã được bán. Đây là doanh số bán cao kỷ lục mà các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đạt được tại thị trường này. Năm 2023, 30 thương hiệu ô tô Trung Quốc đã được các nhà phân phối chính thức nhập khẩu vào Nga. Trong số các thương hiệu xe hơi Trung Quốc tại Nga phổ biến nhất có Chery, Havan và Geely. Ba hạng ô tô này sở hữu doanh số lần lượt 118.950 xe, 111.720 xe và 93.553 xe sau 12 tháng của năm 2023. Các chuyên gia từ Okriti Auto tin rằng doanh số bán ô tô Trung Quốc tại Nga sẽ tăng hơn nữa trong năm 2024, dự kiến sẽ bán được tổng cộng gần 600.000 xe. Báo nhiệt đới Belan đã tiến vào Mauritius, gây lũ lụt nghiêm trọng tại quốc đảo Ấn Độ Dương này sau khi tàn phá lãnh thổ hải ngại Réunion của Pháp. Cơ quan khí tượng Mauritius thông báo mưa lớn đã tàn phá ở Port Louis và các khu vực khác bao gồm saint Jean ở phía nam thủ đô Mauritius. Các trường học và cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa trong ngày 16 tháng 1. Khoảng 10 cơn bão hoặc lốc xoáy xảy ra mỗi năm ở quốc gia phía tây nam Ấn Độ Dương này trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4. Chính phủ Nhật Bản đã công bố thông tin đánh giá sơ bộ những thiệt hại liên quan đến cơn sóng thần do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,6 độ xảy ra trên bán đảo Noto và khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản trong ngày 1 tháng 1. Báo cáo cho biết cơn sóng thần này đã khiến khoảng 190 hecta đất bị ngập. Tính đến chiều 15 tháng 1, hai tuần sau thảm họa, số nạn nhân thiệt mạng do động đất đã lên đến 222 người sóng thần gây thiệt hại nặng nề nhất ở phía đông bắc bán đảo noto trong đó có suzu và noto trên bờ biển nhật bản phá hủy nhà cửa và các cảng hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại do động đất sóng thần gây ra